Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh kia game của mình Ở ờ, hôm nay là một cái clip Gọi là clip điểm nhấn Một cái móc khá là lớn Đối với một cái account khá là nổi tiếng Ở cộng đồng Tây Du Đó là account của siêu bọt bé vịt Bây giờ đổi tên thành búp bê Mê trai rồi Thì uh, mình vẫn tiếp tục gọi là siêu bọt bé vịt nhé Bởi vì nó quen miệng rồi Ở nick này bây giờ đã đạt 101 tỷ lực chiến 101 ở quyên xin lỗi 101 Ừ đúng 101 tỷ 190 triệu Lực chiến Nghĩa là Nick này có số lực chiến cực kỳ lớn Một trong những nick Có lực chiến cao nhất Đứng đầu hiện tại thì vẫn là TG Tôn Giả Và phía sau là siêu bọt bé vịt Thì bé siêu bọt bé vịt Thì vẫn ở thuộc Tây Du 122 để cho các bạn dễ hình dung thì hầu như account này là có thể là account sẽ đạt mốc 2 tỷ tiền nạp Đối với trò chơi Tây Du viên Di và rất khó có thể có người nào có thể phá được cái cột mốc này Hầu như đây hoặc là một số trò chơi đi Nếu mà phải gọi là nick tiền tỷ ấy thì thật ra thì các game khác cũng có tranh tướng bao quy hình như có không nhỉ nhưng những cái game PC ngày xưa ấy Mà mình chơi ví dụ như Võ Lâm Truyền Kỳ Hay là Thiên Long Bán Bộ Hay là Kiếm Thế Hay là Phong Thần Hay là những cái game PC của VNG ấy hay là rất nhiều game nữa thì cao có bây giờ có những account cao nó lên tới tiền tỷ rồi ví dụ như thiên long bán bộ pc ấy, có những cái cao nó lên tới năm sáu tỷ cái cao rồi các bạn nó có các bạn nhé kiếm thế nó có nghĩa là số tiền nào vào một cái cao nó nhiều như vậy thì đối với mình thì được cầm trên tay một cái account của siêu bọt bé vít với số tiền nạp nhiều như thế này Thì uh, mình rất là hãnh diện cũng như là rất là cảm ơn siêu bọt rất là nhiều Đã cho chúng ta có một cái series của siêu bọt Đúng là siêu bọt bé Việt chúng ta có đúng một cái series luôn đúng không? Clip của mình lên cái account này, đây là clip lần thứ hai mươi mấy rồi Đôi lúc các bạn bảo lên đắt nhiều quá cũng chả nhưng thôi hôm nay chúng ta sẽ xem tổng quát của nó đi sâu chi tiết hơn chứ không phải là sâu đánh nhau nữa. À, ngày 164, hiện tại thì server đã ra được khoảng 300 mấy ngày rồi. Nghĩa là nick này chấp các server cũ đầu chơi trước khoảng 100, 150 ngày, 160 ngày. Nghĩa là chấp người ta chơi trước một nửa. Đấy, và số lực chiến thì rất là đáng sợ rồi. Để cho các bạn dễ hình dung ý, cái lực chiến của nick này nó ghê như thế nào thì cho các bạn xem trong cái máy chủ thôi thì nó đã gấp mấy lần nick cài chay 160 mấy ngày thì các nick cài chay nông dân cài chay nó rơi vào khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi cho 150 ngày vậy thì nick này gấp bao nhiêu lần gấp gấp mấy trăm lần các bạn ạ <laughs> gấp mấy trăm lần nick nông dân cải chay khi mà nạp một số tiền lớn như vậy 1 tỷ rưỡi hay 2 tỷ tiền Việt Nam đồng tính chắc chắn là nick này là trên 1 tỷ bây giờ nó 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 đã mắc cái nó đã mắc cái simung cái hạn nạp này rồi nên nên chúng ta khá là khó có thể tính được đấy nhưng mình là một người nạp cho siêu bọt khá là nhiều nên mình có thể cảm nhận được là nick này nạp đến ở uh, mắc bao nhiêu tốc độ nạp như thế nào hầu như là tất cả sự kiện nào các bạn xem thì nick siêu bọt đều chơi và chơi rất là mạnh và chơi rất là ác Kể cả cái sự kiện đợt vừa rồi là sự kiện hoàn trả nạp 8 triệu thì chắc chắn là chủ ní cũng nạp Hay là quay cái vòng quay này Đã quay Quay đến vòng Quay mắc luôn các bạn Và mình nhớ không nhầm thì gói thiên tứ này Cũng đã mua những cái gói cơ bản rồi Và quay đến tận hơn Rút hơn 250 lần Và cái tiệm thì mua sao Tiệm <cười> Mua <cười> <laughs> mua mắc luôn các bạn mua mắc này mua mắc cái này mắc cái này và mắc cái này mắc cái này đúng là xứng đáng để gọi là siêu bột không có cái từ gì để chê nạp á. nạp không phải nạp áp nữa mà nạp đều nạp mạnh nạp đều thế là trong 160 mấy ngày này hầu như ngày nào chủ nick cũng nạp nếu mà chúng ta tính ra tiền tỷ thì hầu như là có những cái giai đoạn mà đầu game ấy, mới chơi ấy, Thì các bạn không nhớ đâu một ngày nạp 20 triệu <laughs> Một ngày nạp 20 triệu cả các bạn ấy. Các bạn nào xem xem những cái tập đầu tiên của series này Các bạn biết một ngày nạp 20 triệu Và nạp liên tục Trong vòng mì mấy ngày, hai chục ngày luôn Đến nỗi mà lên tuần lần nửa tỷ tiền nạp Rất là nhanh Tiền nó gọi là siêu kinh khủng Nạp đều Bình thường ấy, các siêu bót khác ấy thì người ta sẽ nạp dồn vào một lần rồi người ta chán người ta nghỉ Còn nick này được cái là nạp nhiều mà Vừa nạp nhiều vừa lại nạp đều nữa Mới, mới dám ăn con ngan Và đợt này thì có thêm cái trần uh, kiểu châu vấn kiếm này Thì không biết là nick siêu bọt hay là tông môn siêu bọt Có thể giành được hàng nhất không uh, Về bảng xếp hạng này thì vẫn đang đứng thứ nhất Về xếp hàng điểm thôi Còn đánh nhau thì chưa biết được nhá Đánh nhau nó sẽ phụ thuộc vào chiến thuật Thì không biết là một... <laughs> một mình siêu bọt có thể cân được không được cái thì nick này cũng có tuy rằng nick này mạnh nha nhưng tông môn của nick này chưa hẳn là mạnh bởi vì các bạn nhìn này máy chủ tiểu nico út mê trai và nhất tử thất cũng như tà đế hay là hc nghĩa là top 10 thì hầu như là chỉ có một mình tông môn của siêu bọt bé viết có sự xuất hiện trong top 10 bởi vì thật ra có một cái là nó cũng nhược điểm hầu như là cái này nghĩa là khi mà tông môn của các bạn có một siêu bỏ thì hầu như các những người khác ấy, những người ở dưới người ta không có đam mê nạp nữa rồi đấy, không có đam mê tranh đua còn server của tiểu Nico cô lại khác tiểu nữ cô nào cũng rất là ác cũng rất là đều và chơi rất là bền tông môn phật giáo này thì chúng ta cũng có cái tiếng trong cái giải chiêu tài rồi mình cũng đã thấy rất là nhiều lần khu thi đấu thì chúng ta có sự xuất hiện của bình yên là ngày xưa là ca bình yên này này ngày xưa chính là chỉ tôm nào bây giờ thấy bảo là mọi người là đã chuyển cho người khác chơi rồi những này thì đang đưa đội hình bạch của tinh thiên đế và ở diêm vương Đấy, minh giới hay là có sự thứ ba tiểu nico về vấn đề tông môn của khu thi đấu này thì cũng khá là cân bằng hầu như là từ top 1 đến top 10 được chiến thì hầu như mỗi người đều ở trong một tông môn riêng biệt với nhau nên nó sẽ có những cái trận đấu hay hơn hấp dẫn hơn rất là nhiều ở ờ, kênh chặt của kênh này có 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 những chuyện này có xử lý đến vậy tu sao? sĩ ẩn nói chung là chắc là cũng ít thôi đợt này thì mọi người cũng ngủ khá lâu rồi không quá sàm nhau quá nhiều về giải đây thì sao đây thì vị trí vẫn thuộc về kiểu trùng thiên nữa tức là kiểu trùng thiên đang thuộc về tông môn của siêu bọt bé vịt còn mà bên này thì hầu như là tông môn phật giáo chiếm hai bên cái này thì mọi người chia cũng khá là đồng đều đấy nói chung là cũng không phải là uh, nói chung là có có sự phân chia đất đai rồi nên mọi người cũng khá là sống là lành mạnh không đến nỗi là phải gây hoa với nhau quá là nhiều được cái thì tông môn uh, gang găng bang này cũng chiếm được đất này cũng ngon ấy chứ mà ở cụm liên server 1 hoặc mấy cụm đầu ấy vùng đất này hầu như là rất là khó khó có chỗ chơi các bạn ạ bởi vì mọi người khá là cạnh tranh tô xích nhau rất là lớn nhưng được cái thì cái giải lên server của cùng siêu bọt bé việt mọi người cũng khá là đoàn kết đấy nếu mà thật sự là ít đoàn kết này nó cũng có cái điểm hay của nó các bạn nhé đây mình sẽ uh, sâu chi tiết cho các bạn một số cái ví dụ như uh, cao chúng ta sẽ đến với uh, đấu chiến thắng vật hầu như là đây là đấu chiến thắng vật sắp mắc phát bảo rồi 105 trăm linh năm và bảo Uh, đồ phun nóng hoa minh văn thì bao gồm có minh văn tịch diệt đâu rồi nhỉ ở quyên đây là mình click vào tướng đây đây minh văn thì chúng ta có minh văn tịch diệt đi sát thương sát thương nhé các bạn nhé đi sát thương đi sát thương thì nó sẽ bổ trợ cho cái câu chuyện của chân thanh Thị chân quân hiển thánh thì nó sẽ tạo ra câu chuyện là phần trăm sát thương ao trình nghĩa là phần trăm sát thương của bạn rất là to hay là câu chuyện của một cái áo với một cái luân hồi cái luân hồi này thì nó giống như một lục khiên phòng thủ ấy rất là tốt các bạn nhé và phòng ngừa sát thương rất là tốt các bạn tuy rằng nó nó phải mất tính cốc tính chất chờ đợi và với xác suất 25 phần trăm thì gọi là khá là thấp bởi vì đội hình của mình sẽ có 6 người không biết thì nó có tính cho tính cho phân thân của đầu chiến thắng Phật không nếu mà nó tính cho phân thân của đầu chiến thắng Phật thì cái này sẽ kích hoạt được khá là nhiều lần đấy Uh, đối với áo thì đi hầu như là phun giảm chặt thương và giảm chặt thương PVP chúng ta đến câu chuyện của một giày giày thì đây là một cái giày kiểu hoang kháng trạng thái bất thường rất là tốt hầu như là cái giày này bây giờ ở uh, cái minh văn này minh văn kiểu hoang này nó đã uh, tạo ra những cái chuyển biến hay hơn cái minh văn này nó rất có lợi bởi vì chỉ cần nó mất xóa bỏ hiệu ứng tốt đấy thì hầu như ạc cao của bạn này sẽ rất là khỏe Nó không bị những cái trạng thái bất lợi và hiện tại thì có một số cái trạng thái không, thể xóa bỏ mình nhớ không nhầm là trạng thái của hòa đấu chẳng hạn không bị xóa bỏ hòa đấu thức tỉnh các bạn tiếp theo nữa chúng ta cái giày thì chúng ta có giải chính xác các bạn nhé nếu mà cao này đóng ba cái giải chính xác như thế này thì hầu như cao này sẽ không sợ né có hai chăng để sau này ra con pet mới đó là ở uh, con chiến linh mới đó là chiến linh về né tránh thì sẽ có thể tạo ra né đối với ác này. Còn không thì hầu như hiện tại nick này đánh sẽ là chính xác tuyệt đối. Các bạn làm thế nào các bạn hiểu được chính xác và né thì như thế nào? Ví dụ như nick này chính xác là 213% đúng không? Chính xác 213% thì làm thế nào kẻ địch có thể né được ác cao này? kẻ địch trừ trường hợp kẻ địch bui lên né khoảng 150% thì có thể né tránh được nick này. Nghĩa là chính xác, cố định của các bạn là 100%. Khi mà các bạn bui lên nữa thì nó sẽ lên thêm còn không thì cố định là 100%, còn né tránh thì cố định là 0%. Nghĩa là khoảng cách giữa chính xác và né tránh sẽ là khoảng cách 100 điểm, 100%. Thì từ các bạn trừ hao đi 100%, từ đó thì nó có tỷ lệ xuất điện phần trăm né tránh hay không. Đấy, còn mà nick này Né tránh hiện tại nick này là 103% Thì bên kia kẻ địch của nick này Mà muốn đánh được nick này mà không xuất hiện Né tránh ấy, thì chính xác bên kia Phải là à, 213% trở lên Hoặc là 203% trở lên Đấy, Còn mà né tránh Của kẻ địch mà dưới 200 điểm Hầu như là nick này sẽ có tỷ lệ né Có tỷ lệ né Còn tỷ lệ bao nhiêu thì nó sẽ Theo phần trăm sản xuất Nha các bạn nhé phần năm xuất hiện thôi đấy để cho các bạn hiểu hình dung là né tránh như thế nào chính xác như thế nào tại sao mở các bạn này hỏi là ồ mình đi né mà tại sao không né được thì thật ra các bạn không né được vì kẻ địch chính xác nó ổn chính xác nó ok đấy và cái né thì hầu như ngày xưa này server mới ấy, thì rất là dễ né bởi vì server mới chỉ cần các bạn có được một cái vinh minh văn né rồi đóng thêm cái thần thông né cho những tướng tanh ấy. ví dụ ngày xưa có câu chuyện là tiểu bạch long các bạn chạy hay chạy né chẳng hạn đấy chẳng hạn đây, đây là đi thêm né nữa này các bạn này. Thì uh, chỉ số của nick này cho các bạn xem một số cái chỉ số ví dụ như tấn công hiện tại là uh, tấn công thuộc tính cơ bản này, tấn công cơ bản ấy thì nó lên được hai uh, 2 triệu 7, còn phần trăm tấn công bụp lên nó lên tới 2000 rồi, 1951%. Đấy. Sinh lực tỷ vừa cũng hai bụp lên 2000% cho các bạn dễ hình dung. Uh, mình thật sự là sâu như thế này thì cũng không sao đâu. Trời nick này quá là bá rồi không sợ nữa. Ngày xưa thì thường là mình ít khi sâu mình cái thuộc tính này lắm. Bởi vì sâu mấy cái thuộc tính này thì các bạn sẽ hiểu được cái lối bi của người ta như thế nào. Từ đó các bạn có thể khắc lại. À, vẫn đang đi bạo thương, bạo thương đạt 200%, 198% bạo thương thì như thế này thì khi nick này nổ bảo kích thì cái lượng đam bảo kích của nó có thể x2 đam. Nếu như kẻ địch giảm bạo thương Ví dụ như kẻ địch có giảm máu thương khoảng 40 đi thì cái dam của nó cũng sẽ bị giảm các bạn nhé. Và việc làm thế nào để giảm âm bạo thương hiện tại thì bảo thương nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố trong đó có một số yếu tố các bạn có thể muốn buy nếu muốn nhất. Nhưng theo như mình thì các bạn cũng không nên bi giảm máu thương bởi vì meta Việt Nam nó là một meta dam. Mà khi mà có, có quá nhiều người lên lên dam ấy thì các bạn lên tanh ấy. Thì trừ trường hợp là các bạn đánh tanh CC hoặc là kiểu tanh gì đó các bạn tự tin thì các bạn mới bi tanh chứ hầu như là bi tanh là một cái lối bi cực kỳ nguy hiểm đó là liệu, lý do tại sao mà kênh của mình luôn hướng là đi đam bởi vì mình đối với mình thì lấy công làm thủ trừ trường hợp mà các bạn thua ấy từ trường hợp mà các bạn dính quá nhiều cc dính quá nhiều hiệu ứng ấy cc là hiệu ứng ấy các bạn chưa liên minh huyền thoại nói cc quá nhiều rồi Uh, có thêm option tăng cường kỹ năng lên tới tận 24%. cái tăng cường kỹ năng này nó sẽ ảnh hưởng bởi cái thuộc tính nào? nó là thuộc tính của ở mô hình, cái kỹ năng của mô hình nó cũng ảnh hưởng vào cái tăng cường kỹ năng này chính là 24%. Uh, giảm sẽ tương giảm tiếp, các bạn thấy chưa có option giảm sẽ tương giảm tiếp 45%. vậy thì nó sẽ khác nhé nó khác với câu chuyện thần thông này, bởi vì cái thần thông này nó sẽ đây đây là thần thông giảm trả tương giảm tiếp nhé thần thông này nó sẽ vào trần nó sẽ kích hoạt còn cái option phần giảm phần đâm giảm phần giảm tương giảm tiếp này theo như mình nghĩ thì nó đến từ chiến linh các bạn nhé hoặc một số thuộc tính khác để cho các bạn dễ hình dung tức là có những link này có những cái option mà cao các bạn có thể không có đâu bởi vì những cái option đó nó mất rất là nhiều, nhiều tiền mới có được để để nó hiện ở đây các bạn nhé và cái chỉ số nó hiện như vậy ở ờ, thuộc tính đặc biệt thì chúng ta nhìn này Chúng ta có là diệt tiên 4, 407, à, 417 phần trăm Hầu như là nick này bị diệt tiên rất là mạnh Diệt tiên, diệt thánh và diệt ninh Có lẽ rằng là diệt tiên và diệt ninh sẽ mạnh nhất Và nick này một đam vào tiên giới và minh giới sẽ rất là to Trong khi đó thì yêu giới hầu như rất là ít Yêu giới đến nỗi mà nó giảm Nó tranh nhau khoảng uh, 30 phần trăm So với diệt tiên và so với diệt thánh chúng ta có kháng trạng thái bất thường của nick này rất là cao 75% 75% tại sao như vậy nhỉ thì chúng ta phải để ý nhớ câu chuyện đây là pháp bảo kim thì có phải là do ảnh hưởng của pháp bảo kim không thường thì pháp bảo chúng ta sẽ có được là ở hai mươi phần trăm hai phần trăm là 40% phần trăm rồi thì theo như mình nghĩ thì kháng trạng thái bất thường này có thể nó tính từ option của chiến linh hoặc cả một số thuộc tính khác nữa chúng ta để ý thêm cho mình là Bây giờ cái trò chơi nó có là kháng giảm nổ khí này, nổ khí giảm chính xác này Bỏ qua miễn dịch kháng chế và miễn dịch kháng chế Trò chơi nó càng update thì nó sẽ có càng nhiều cái thuộc tính chúng ta phải tìm hiểu hơn Khi mà ra cái thần hồn ấy thì nó sẽ ra những cái thuộc tính hay hơn nữa các bạn nhé Trò chơi này là một trò chơi tí tuệ à, Một trò chơi trí tuệ cần các bạn phải tư duy chứ không phải là các bạn cứ đập tiền vào là mạnh đâu đôi lúc mà đập tiền vào các bạn đập tiền vào mà các bạn bi nó không chuẩn các bạn mua gói quà nó không chuẩn thì nó cũng rất là nguy hiểm đó là lý do mình vẫn luôn khuyến khích cả các bạn nên là cái thẻ game bên mình có gì mà các bạn cần hỏi mua gói đồ gì hay là mua khoảng bao nhiêu chơi event hoặc là hỏi một số option thuộc tính thì mình có thể tư vấn cho còn riêng vấn đề bi ác ấy hướng dẫn bi ác thực ra nó là một cái phạm trù nó rất là lớn nó mất rất nhiều thời gian đó là lý do tại sao mà bi ác mình chỉ thường dành cho những bạn nào đôn nết hoặc là nạp siêu nhiều nạp khoảng 50 triệu hoặc cả trăm triệu ở nick mình ấy ở, ở mình ấy thì lúc đó mình mới dành thời gian mình vào thứ hai là tại sao mình vào rồi nạp nhiều đâm ra mình vào ác nhiều tiết thế mình cũng quen được cái lối bi của chủ nick đó là lý do như vậy các bạn quay trở lại câu chuyện thuộc tính pvp nick này tăng sát thương pvp lên tới 570% miễn dịch sát thương pvp lên tới 588% trăm Thật ra mình mà sâu như thế này Nếu mà các siêu bọt khác ấy Ví dụ như, như siêu bọt chỉ tôn này Hay là chỉ tôn bảo này Hay là tôn giả này Hay là siêu bọt, bé chị, uh, siêu bọt chip này Hay là nhiều siêu bọt khác ấy Thì các bạn cũng có thể biết được là mình có sự tranh lệch gì Hay là sự hơn gì So với một nick siêu bọt bé Việt như thế này Clip này sẽ là sâu khá là chi tiết Và sẽ giúp các bạn có nhiều góc nhìn hơn Đây là một thủy lông ngâm bạo Kích, các bạn nhé Và cái điểm bảo kích của Ninh này sẽ rất là tố thầu như là Điểm bảo kích của Ninh này đạt 90% Tuy rằng có thể là kháng bạo nó sẽ làm giảm đi đấy Ví dụ như gặp một kẻ địch nào đó có kháng bạo 20 ấy Thì cái bảo kích của các bạn chỉ chỉ còn 60% thôi à, 7, 70% thôi Nhưng 70% đối với mình thì sản xuất nó vẫn cao rồi Một số bạn hỏi là bảo kích có nên bi trên 100% không? Đối với mình thì... Uh, Buy bao nhiêu cũng được nói chung là tốt nhất thì được 100% trăm là ok rồi còn không thì các bạn dành nó sang bạo thương đi để từ đó chúng ta tăng cái đam hơn chứ đối với mình thì đạt bởi vì cái trò chơi này nó ra kỹ năng khá là nhiều nên cái sản xuất mà chúng ta cảm nhận ra bạo kích nó cũng rất là tốt chưa kể là nó còn nổ tầng nữa bởi vì một lần ra kỹ năng tùy theo chất tướng nó có rất nhiều tầng có thể là nó có 10 tầng đam đi thì trong đó có 9 tầng đam nó nổ vào kích một tầng còn lại nó không bổ nổ vào kích thì cũng được rồi đấy thần thông đây là một bộ thần thông chúng ta có thể biết là đầu tiên là cực ý tự tại này thần thông tứ tưởng thủ tâm này đấy. nói chung là đủ một bộ thần thông nhá hầu như tất cả các thần thông ghép gì hiện tại có thì này đều có cả rồi ờ thiên kỹ thì ok mình uh, show nick chính thôi nhá ở uh, đầu chiến thắng phật thôi còn tướng phụ thì chúng ta sẽ xem ở đây đi tướng phụ thì uh, chúng ta thấy này hồng hoang hầu như là sắp đủ rồi ờ uh, lý do chủ nick không lên hỏng hoang nữa thật ra thì uh, lên nữa thì nó cũng tốt nhưng nó cảm giác nó từ từ bởi vì hiện tại mấy cái lượng tài nguyên này có thể cày free hoặc cày chảy cày chay từ từ ví dụ như hàng tháng từ các gói đơn giản có thể kiếm được sở từ uh, có thể kiếm được kinh thi rồi nên cũng không quá vội vàng có hai chăng nếu mà vội vàng ấy, thì sẽ là 5 tháng nữa uh, lên trang bị kim thì nó có thể là lúc đó sẽ vội vàng úp hồng hoang đủ để cho nó đủ đô khắc lại cái trang bị kim của đám chính kẻ địch còn không thì hầu như uh, như thế này chúng ta bắt đầu chạy đà cũng được rồi uh, thiên kỹ thì chúng ta thấy rồi Phải nói rằng nick này là một trong những nick Có bộ thiên kỹ rất là Xịn, xịn vì sao Bởi vì tài nguyên thiên kỹ nick này rất là lớn Nick này nạp nhiều đồng nghĩa với Kim Nguyên Bảo rất là nhiều thẻ biến thân nick này phải nói rằng nếu mà nói về thẻ biến thân ấy, nick này chắc chắn là sẽ là tốt một toàn cõi Tây Juventus về vấn đề thẻ biến thân luôn các bạn nhé thẻ biến thân hay là thức tỉnh những cái option này bởi vì một cái nick mà mới phá cảnh có một xíu mà đã 100 tỷ lực chiến thôi thì các bạn biết là nó không thể là truyền nhỏ được nó là một cái gì đó khiến cho chúng ta phải tởm phải gọi đúng câu tởm luôn tởm và nổi da gà mình vào cao này nhiều các bạn xem nhiều nhưng đôi lúc, lúc chúng ta cảm thấy nó vẫn là rất là, đáng sợ à, chúng ta có một bạch của tinh đam đây là một bạch của tinh tấn công các bạn đây là một bạch của tinh cực kỳ nhiều tấn công để mình xem mà mình sợ không quay là giờ đấy ôi này có người nào à, có một bạch của tinh như thế này thì các bạn hiểu rằng đêm là mặt của tinh đam tấn công rất to thứ nhất là đam vào trận có phần năm tấn công từ vong hồn to này rồi chúa tể địa ngục cuối trận để duy trì lượng máu cũng như duy trì phần trăm tối đa tấn công tốt này chưa kể là cái chất riêng của bạch của tinh nữa là nó là một cái thần tướng nó có gọi là gọi là cái thất tỉnh của nó cũng là bục thêm phần trăm tấn công rồi đó là lý do tại sao mà người ta hay nghĩ tới dòng chảy đa nó là như vậy tức là tướng nào nó mạnh về một cái option gì thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đó khá là nhiều còn Minh Văn thì hiện tại đang chạy Minh Văn thì đi có vẫn đang chạy Minh Văn sát thương các bạn nhé. Thêm một giá cốt tru mệnh. <laughs> khi tấn công mục tiêu mỗi khi mang một trạng thái bất thường sẽ tăng thêm cho bản thân mình sát thương tối đa tăng 60 Ôi, ờ, à, nó mới nhớ cái Minh Văn này hình như là một trong những cái Minh Văn mới mà mình cũng chưa đề cập với các bạn đúng không? Minh Văn tru mệnh mỗi khi tặng tảng bất thường bởi vì đây là được cái minh văn này ngon đấy các bạn nghĩa là đinh này bây giờ là có thêm câu chuyện là phần trăm sát thương rất là cao đối với bạch cổ tinh rồi phần trăm tấn công nó cũng rất là cao khỏe đấy các bạn nhé ờ nói mình nhớ bên này thì hiện tại chưa chưa khảm lôi thần à, mình mình vào thần hồn cho các bạn xem nhé thứ nhất có một thần hồn uh, vạn linh tinh phách uy uh, có một bảo kích 19% bảo kích ngon nhỉ Ờ tính ra các bạn đóng cái cái này cũng được đấy các bạn nhé Cái này tăng mắc của nó là bao nhiêu nè Xem cấp tối đa của nó là 48% bảo kích Kháng trạng thái bất thường thêm một cái thủ kháng trạng thái bất thường 48% nữa Kết hợp với cái kia nữa Thì các bạn có thể lên được kháng trạng thái bất thường 100% đấy các bạn ạ Nếu mà kẻ địch mà cái tăng trạng thái bất thường nó thấp thì hầu như là kẻ địch sẽ khó có thể tạo hiệu ứng được Thật ra cái option kháng trạng thái bất thường này nó rất là mạnh Bởi vì sao? Thường cái trạng thái bất thường nó sẽ đến từ tướng phụ của kẻ địch Mà tướng phụ của kẻ địch thì kẻ địch sẽ duy rất là yếu Thì yếu thì option tăng trạng thái bất thường của nó cũng rất là thấp Thì từ đó mà tướng chính của mình mà nếu mà kháng tại bất thường cao đi Giả định sau này kháng trạng thái bất thường của nó là 100% đi thì các bạn tưởng tượng rằng là hầu như là từng chính của bạn sẽ kháng lại được cái một số cái trạng thái bất thường trạng thái bất thường nó khác với hiệu ứng nhé các bạn nhé trạng thái bất thường nó bao gồm những trạng thái như giảm đam đột độc ấy gọi là những cái thằng trạng thái như vậy còn một trạng thái mà hiệu ứng ấy hiệu ứng khống chế đúng rồi hiệu ứng khống chế bao gồm là hỗn loạn choáng rồi lưu đày rồi tê liệt các kiểu như vậy để cho các bạn dễ hình dung rồi bất động né tránh có chạy né tránh và chính xác và có một cái cong nữa thì để mà ghép được một cái vạn linh tinh phách uy này với option là 18 phần trăm sát thương ở ờ, đây mắc của nó là 31 phần trăm sát thương và giảm sát thương là 31 phần trăm thì các bạn cần phải ghép từ hai viên gì đây ờ, đâu rồi nhỉ phá này uy đây rồi thì các bạn cần phải ghép một viên cong Đấy, các bạn cần phải ghép một viên tấn công và các bạn phải ghép từ một viên sinh lực rồi từ đó thì chúng ta sẽ kết hợp nghĩa là khi mà các bạn chọn mấy viên đá này đấy, khi mà các bạn chọn viên đá tam ngân thì cái này thì để hôm nào mình lên clip cho các bạn thì các bạn phải để ý giúp mình nhé nghĩa là các bạn đang có ý định lên viên gì hầu như là viên này này chủ nick đủ không đủ mà chủ ních không lên nhé tăng sạch tương giản tiếp chủ ních không 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 lên nhỉ hoặc là chưa chưa có hay là chủ nick đang muốn dồn đam dồn đam vào đây đúng rồi đang muốn dồn đam vào bạch cốt tinh đang muốn dồn đam bởi cái bởi vì chúng ta thấy này tăng sập tương giảm tiếp ở đây bục cho 13% bạo thương tấn công nghĩa là nick này hầu như là cái cái thần hồn nick này hiện tại là đứng số 1 lên server rồi à, chúng ta có là mảnh ngũ hồn mảnh hữu hồn hiện tại là hai sao hình như là một sao các bạn mới bắt đầu kích được kỹ năng các bạn nhé Trước khi bắt đầu chiến đấu nhận 4 tầng hổ tiêu sau mỗi lần tấn công sẽ giảm một tầng hổ tiêu chính là khi tấn công trực tiếp mỗi đòn tầng hổ tiêu tăng ba chính xác bạo kích và đỡ đòn nghĩa là cái này nó sẽ khắc phục cho một số thần tướng mà thiếu bạo kích chẳng hạn ờ uh, Thầu như là nó về bảo kích Thì hầu như phe thánh sẽ bảo kích rất là dễ lên Còn các phe khác thì hầu như các bạn phải thêm một số cái thuộc tính khá Hoặc một số cái gì đó để cho các bạn bổ sung cái lượng bảo kích các bạn thiếu hụt còn riêng các bạn đóng hồ tiêu này thì các bạn sẽ cải thiện được chính xác này, cải thiện được bảo kích cũng như là phá đỡ đòn. Đấy, để lúc giúp đam chính của bạn, các bạn tối ưu hơn, tuyệt đối cái lượng đam các bạn gây ra hơn. Ờ, uh, lên nó tốn ấy, 120 mảnh trong một sao tới. Uh, từ từ thế này thì thật ui thêm một đế thính có một ngưu ma hồn đế thính duy trì sập thương duy trì sập thương duy trì sập thương này thì sẽ dành cho bạn nào mà đi đọc ấy duy trì giảm sập thương nữa ngon nhở nick này đầu tư ấy được cả cá thì cái ngưu hồn này thì sao ngưu hồn thì trước khi mỗi vòng trận đấu thì hồ thêm cho một hộ thuẫn bằng 25% sinh lực tối đa của người mang cho toàn bộ thần tướng phe ta trước khi bạn, vòng chiến đấu bắt đầu nghĩa là nó sẽ kèm hậu thuận cho toàn bộ thần tướng Veta các bạn ạ rất là ngon và việc như thế này thì thật ra khi mở ra cái này ấy, thì nó sẽ gặp một câu chuyện là bên tiên giới sẽ rất là mạnh tiên giới là một long ngày xưa tiên giới bây giờ thêm cả đài minh vương nữa bục hậu thuẫn lên cả đóng rồi thêm Dương uh, Tiễn rồi kia Hồ Thuẫn rất là nhiều Thì cái thần uy của Dương Tiễn nó cũng sẽ mạnh hơn Thế là khi mà các bạn nghĩ tới một cái option gì đó Thì chúng ta sẽ phải nghĩ tới cái dòng chảy của nó các bạn nhé Đó gọi là dòng chảy đam, dòng chảy thuộc tính Nó là mối liên hệ khi mà tư duy của các bạn chơi lên tới trên 100 ngày Cái kỹ năng, cái hiểu biết của bạn về trò chơi trên 100 ngày Thì các bạn mới cảm nhận được những những thứ như vậy uh, chúng ta có một đề thính đi uh, giá cô thiên đa số thì khi mà mọi người mà trong đội hình của mọi người có quá nhiều truy kích có quá nhiều tấn công bổ sung đấy tấn công bổ sung là gọi truy kích ấy thì thường các bạn sẽ cho để thính là một cái bộ kỳ vật này thì với bộ kỳ vật này thì hầu như là để thính sẽ hồi lượng máu rất là tốt các bạn nhé ờ được đây mình xem ôi Uh, mạnh ba thì lại cho sơn tiêu hồn, sơn tiêu hồn thì hầu như là một trong những cái thần hồn khá là đối với mình là khá là ổn. Uh, trước khi bắt đầu chiến đấu tăng cho bản thân 15% sát thương và 30% và kháng giảm nổ khí, nó sẽ khắc phục được cái tình trạng mà chúng ta bị hủy đi cái tiên phạt chế nhân, đúng không? Đó là lý do mà cái này mà các bạn đóng cho những thần tướng support nào cũng được hoặc cả là năm chính cũng được nếu các bạn nông dân cày chay giai đoạn đầu không có thần hồn. Thì các bạn có thể đóng sơn tiêu hồn vào cho tường chính của bạn cũng không sao nhé. Khi trong tận có mục tiêu khảo phép ta có thể bị tấn công, bản thân sẽ không bị tấn công trực tiếp. thôi Cái này thì mình hiểu rồi. Cái này thì nó sẽ né được một số cái lượng đam thôi. Đấy, cũng được. À, đây, tiên phạt chế nhân đấy. À, sâu như vậy thì uh, theo như mình nghĩ thì nó cũng sẽ đủ cho các bạn thôi. Vẫn là câu chuyện của Tu La Thân này các bạn nhắc vẫn có sự xuất hiện của tú lạn thân hay là du long quý hải đóng cho thiên đế cứ mỗi đợt thì nó sẽ có một cái kiểu bi khác nhau và các bạn thử xem làm thế nào phù hợp với cái kiểu bi các bạn có thể nhất nhé kênh của mình thì đa số là sẽ nội dung khá là nhiều các bạn xem nhiều các bạn cũng sẽ bị loãng nhưng các bạn yên tâm các bạn cứ xem đi không hiểu được nhiều thì nhất cũng được được này được nọ đấy mình sẽ sâu đi tiếp những yếu tố khác tiếp theo cho các bạn nhé Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến con chiến linh đi Chiến linh hiện tại chúng ta có những chiến linh gì? Hầu như là chúng ta có câu chuyện dạ đang quân mắc sao Với chiến hồn bậc <laughs> Bậc 4X thôi Cũng rất là đơn giản Mình tinh cũng thế này Thiên phú thì chắc chắn là sẽ mắc rồi này Đúng không? À, kỹ năng thì đều đạt đủ này Thiên lý ảnh Một câu chuyện thiên lý ảnh Với chiến hồn là bậc 50 Chiến hồn của thiên lý ảnh thì nó được cao hơn thường là cái chiến hồn này nó sẽ tăng thuộc tính cho toàn đội hình nên nên các bạn lên ở con chiến linh nào nó cũng nan ná nhau thôi ờ, chúng ta có câu chuyện thiên lý ảnh thiên phú cũng mắc rồi nha các bạn tiếp theo nữa đến hoa tưởng dung hoa tưởng dung thì chiến hồn 80 thiên phú thì mắc đấy rồi tiếp theo nữa là bạch vũ một con chiến linh cũng mới ra và gần đây thôi và bạch vũ thì hầu như các bạn cũng hiểu rồi bạch vũ thì nó sẽ khóa được cả truy kích của kẻ địch khá là tốt với 20% mươi sản xuất xóa bỏ khiến cho truy kích của kẻ địch thất bại thì 20% này đối với mình là nó khá là ngon vì thế bạch vũ là một ông tướng mà các bạn có thể lấy về chơi hỗ trợ nghĩa là lấy về cho đẹp đội hình rồi lên sao à, kim lân à, chiến linh ngon nhất hiện tại có lẽ là đó là kim lân kim lân thì hầu như là đi vào trận mang vào trận nó khỏe hơn bạch vũ rất là nhiều bởi vì nó sẽ khóa luôn nó đánh về dài nhé bởi vì khi mà một cái meta xuất hiện đó là meta của uh, mấy ông thiên đế thì nó xóa bỏ cái tầng nó rất là nhanh thì nó sẽ tạo ra cái trạng thái khiếp chiến rất là sớm đấy chưa kể là một cái trạng thái bị động khiếp chiến đây nữa Đấy, khiến cho việc mà các bạn không được ra kỹ năng không được không phải không được ra kỹ năng mà không được hành động thì thì chính xác hơn bởi vì không được ra kỹ năng nhưng đôi lúc các bạn còn có thể đánh thường còn đây là không được hành động luôn đấy đó là lý do tại sao mà kim lân bây giờ khá là chuộng nếu mà các bạn có tiền nạp vào nhưng thôi thì chúng ta bây giờ sắp tới ra chiến linh mới tầm vài tháng này ở à, tháng tháng sau hoặc cả cuối tháng này thì sẽ ra chiến linh hầu như là khoảng 2 tháng thì sẽ ra một chiến linh mới 2 đến 3 tháng ấy. Nó cũng có một cái update nó cụ thể các bạn nha nên các bạn yên tâm. Tiếp theo chúng ta có Hoàng thần, Hoàng thần chính là Pé đấy các bạn. Pé thì thứ nhất ứng long mặc sao. ấy Ờ Thừa Hoàng, đây là một Thừa Hoàng thức tỉnh các bạn nhé Một Thừa Hoàng thức tỉnh Chúng ta có câu chuyện của Thừa Hoàng thức tỉnh mắc sao các bạn không biết đâu những cái option này ấy, Nó lên lực chiến nhiều lắm các bạn Các bạn thấy là nó đối với các bạn nó không cao Nhưng đối với những nick này mà một, một lần tăng cái này ấy, Phải lên chục tỷ lực chiến L Lên tỷ lực chiến ấy. Chục tỷ thì nó hơi điều nhưng phải lên tỷ lực chiến Cứ mỗi lần tăng một sao Đối với những <laughs> những cái con như thế này Đó là lý do mà tại sao mà các nick siêu bọt Bây giờ lên lực chiến nó rất là nhanh lên nó phải tính đơn vị từng tỷ Khi mà các bạn đạt Đối với nông dân cải chay ấy, Các bạn lên lực chiến khi mà các bạn bước sang khoảng 3 tỷ, 4 tỷ Các bạn cảm giác lên lực chiến rất là nhanh Hay là 7 tỷ lên 10 tỷ Rất là nhanh, có những cái biến số thế à, Tinh vệ thôi Còn à, quốc dân, tỷ hưu à, Niên thú, mắc sao Đây chúng ta có bạch trạch Có mỗi thao thiến là chưa mắc sao ấy, Các bạn nhé và viễn cổ đây các bạn thấy hòa đấu hòa đấu thì cũng chưa mắc sao các bạn nhé hòa đấu không hòa đấu thì thức tỉnh rồi mắc sao hòa đấu thường rồi còn cái này thì còn năm nữa nhưng thôi từ từ cũng được các bạn nhé Tức là nick này vẫn còn rất nhiều lực để lên lực chiến bây giờ một cái ác cao mà mắc pin bây giờ ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 tỷ đúng rồi tầm nào khoảng 2 tỷ thì các bạn sẽ ghi lên được một cái ác cao nhưng nào cũng phải biết chi tiêu nhé nạp mà không bị chi tiêu nick này còn tính toán kỹ đấy nick này chi nạp thì nạp nhiều thế nhưng tính toán là bố của kỹ luôn đấy, tính toán gọi gọi là ông nội luôn chứ không phải bố nữa thì lúc đó thì các bạn sẽ có được mức lực chiến là tầm 100 tỷ cho đến 150 tỷ khi mà các bạn nạp cỡ khoảng 2 tỷ tiền Việt Nam đồng đấy, đơn giản cứ nhiều lúc các bạn nói cứ có tiền là ác tự dưng nó mạnh thôi Đúng, đúng, cái câu chuyện đó nó đúng mà nó không hề sai chỗ nào Chúng ta quay đến câu chuyện mô hình đi Mô hình thì sâu nó hơi kỹ tí nhỉ Mô hình thứ nhất là mô hình đầu tiên Chúng ta có này mắc sao này Mắc sao này và mắc sao và cũng như là mắc sao Vậy thì khi mà chúng ta mắc sao một cái mô hình như thế này Thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có điểm là 3.200 điểm Đấy các bạn nhé Và kỹ năng thì đang đạt kỹ năng level 4 level 4 thì có tăng giảm chặt thương 16% cho toàn bộ đội hình tiếp theo nữa chúng ta có câu chuyện của anh hùng thường cảm đây thì mới được cả hai hai bảy trăm một sạch thôi thì vẫn chưa mắc hết nhưng như thế này thì quá ok rồi đấy đây thì ok rồi thường cái mô hình đầu tiên thì đối với server cũ khá lên mắc khá là dễ còn bây giờ thì sẽ là cái mô hình thứ hai Mô hình thứ hai thì nó sẽ lên khó hơn rất là nhiều bởi vì các bạn cũng không thể mua được ở trong tiệm mà các bạn đa số là mở rương. Chúng ta có câu chuyện của level 9 và sát thương gián tiếp của nó lần này lên tới 100% sát thương gián tiếp rồi. Khi mà đánh lan, đây có gọi là câu chuyện đánh lan và nó sẽ tính bởi sát thương kỹ năng thần tướng phe ta, các bạn nhớ giúp mình. Và nó sẽ tính theo phần trăm tấn công, Đấy, lượng đam dựa trên phần trăm tấn công thôi. À, chúng ta có một cái mô hình mới đó là phong quan thế tuyệt mô hình này hầu như là kênh của mình chưa lên lực chiến ở uh, chưa lên cái clip clip nhưng nó lại là một cái option mới đó là phần trăm giảm bạo thương duy trì đến khi kết thúc tiệm đấu và level 10 của nó sẽ là ở bốn mươi phần trăm bạo thương và sau khi thần phe ta bị bạo kích thì bạo hồi cho bản phân hai mươi phần trăm sinh lực là cái 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 mô hình này nó sẽ khắc chế lại cái câu chuyện bảo bỏ kích các bạn nhé vì thế đôi lúc và sau này ấy, meta của thật ra nông dân cải chay mà để lên được cái này nó khó các bạn nhưng cái option này nó khỏe các bạn nhé. hồi 20 phần sinh lực ấy và ba lần thì các bạn tưởng một ván đấu các bạn bị bao nhiêu lần bảo kích <laughs> đáng sợ thật có những cái kỹ năng nó, nó khiến cho chúng ta phải rèn các bạn ạ đó mô hình là một trong những, những những cách mà lên lực chiến ảo à, mô hình là một trong những cách quyên lên kỹ năng mô hình là một trong những cách các bạn làm cho account cao các bạn có những cái chỉ số ẩn và khiến cho đối phương không thể biết được Đấy, đó là lý do tại sao những cái ác vip như thế này hoặc cả ác mà các bạn hay ẻ hàng là vậy đôi lúc mình sẽ muốn mượn nick của các bạn mà người các bạn cũng không cho bởi vì sợ bị sâu quá nhiều thông tin là như vậy đấy đây 391 tầng cái này chạy khỏe đấy các bạn ạ à, từ từ mình xem nào. Tam dưới cái tường à, đạt số lần rồi nick này do đạt số lần rồi các bạn nhé à, chúng ta có đào thì sao đào thì cho các bạn xem luôn thì đào chúng ta có đào tiên 9.500 28 quả đào tiên 6.500 46 quả gần mắc rồi Đào tiên 3.000 năm thì đi được 2 phần 3 chặng đường đối với 66 quả Đào tiên 900 năm thì đi được một nửa đi Đào tiên 600 năm thì đi cũng đi được hơn một nửa Đa số thì đào tiên này chủ ác chơi khoảng 150 ngày nữa thì sẽ mắc cái thôi Không biết thì còn có gì để cho chủ ác lên nữa không Bởi vì đào tiên nó là một cái quá trình mình không đến 150 ngày theo khoảng 120 ngày nữa thì chủ nick sẽ mắc chúng ta có đồ này thừa rất là nhiều chắc chắn rồi sẽ có bốn tiên thiên chí bảo bao gồm mà thần đông đỉnh ở hộ hỗn độ liên và thất bảo thù cũng như là nữ hoa tinh thành kèm theo đồ thì <laughs> vẫn là một câu chuyện buồn đây là mình nhớ lúc đó bỏ ra khoảng mấy triệu nhỉ 5 triệu mấy hay hai cái này hay 6 triệu ấy nhưng thôi cũng được không vì đây sau này có chín lương thức thức tức tỉnh không đây, nghĩa là mấy cái này nó cố định này các bạn nhớ nhé Nó đã cố định 5 con, cố định 4 con rồi Nên rất là cay Cay cực kỳ các bạn ạ <laughs> Mong rằng là sau này có chiến linh thức tỉnh Có cái gì đó nó hấp dẫn hơn Để cho nó đỡ phí cái này à, đây, Tài nguyên thừa cũng khá là nhiều các bạn nhá Kim vạn năm phá bảo các bạn thấy chưa Vẫn đang còn Nghĩa là 54 cái Nghĩa là phá bảo này Bây giờ câu chuyện của nó là Đá tiến cấp phá bảo các bạn nhé tiệm phá bảo này nghĩa là đang thiếu đà tiền cấp phá bảo nhé hầu như là có thể là chủ nick không có thời gian để mua nữa nhiều như thời gian để tàu mới vé tàu mới nhưng các bạn có thể thừa cái này rất nhiều nhưng chủ nick thì khá là thiếu các bạn thấy chưa uh, siêu bót nó có cái cái khác của người thường chúng ta là như vậy chúng ta vé tàu mới kia các bạn sẽ vào cú bây giờ thừa khá là nhiều Đấy, mình sâu chi tiết cho bạn Thứ hai nếu bạn nào muốn xem đá quý đúng không? Đá quý thì mình cũng sâu khá là nhiều rồi Chúng ta đến câu chuyện của đá quý đi Đá quý này, linh lung thám bảo và linh khí này Đây là đá quý Và đá quý thì có gì? Đá chín, đá tám này đã à, Đá chín, đá tám này Các bạn thấy chưa? Lại đá 98 Hầu như đá 98 mà đa số tập trung vào tấn công rất là nhiều Đấy, riêng đà đá, đá tinh diệu này chủ nick đã cho lên chín khá là nhiều nhá hầu như là đá tinh diệu này được chín cực kỳ nhiều nói chung là đá quý như này cũng rất là nhiều các bạn nhé những lần nào mà ra sự kiện đá quý ví dụ như tầm bảo ấy đào bảo ấy đào kho báo ấy thì chủ chủ nick cũng đều nạp một số tiền rất là ổn ok để chạy đủ sự kiện được các bạn thần hồ nào cảnh thì sao thần hồ nào cảnh chạy cũng rất là tốt Mắc vẹn rồi Mắc uh, tầng 30 rồi đúng không các bạn Ừ mắc rồi Không biết là một số bạn nào có chạy này không à, Cái này nó sẽ chạy theo kỳ nữa Thường thì sao Thường thì đã nhận uh, hạng Thì vẫn chắc chắn rồi. nick này đứng hàng 1 rồi còn ai đứng hàng 1 nữa đâu Đây hàng 1 này các bạn này Đấy hàng 1 thì xứng Các bạn cũng sẽ lợi thế hơn thôi cái này thì thường người bạn nào chăm chạy và cái đồ hình nó khỏe khỏe tí là đạt được thôi các bạn nhé nhưng mà để tranh hạng thì nó cũng khá là khoai à, mình để xem nè à, quân âm đồ giám này đồ giám tướng này đồ giám tướng mình xem là còn cái gì mình sâu cho bạn nữa không để các bạn đỡ thắc mắc tam thiên ảo cảnh ở đây tao thêm ảo cảnh nick này chắc chắn là sẽ mắc thế rồi à, chỉ chỉ chờ mở và đi vượt mắc thôi các bạn bởi vì đây là một server cũng khá là mới đủ quyền vinh dự thì chắc chắn là vẫn đứng thứ nhất thôi bây giờ đối với vinh dự thì nó cũng đã hạn chế cái số lượng đánh của các bạn rồi để tránh trường hợp mà các siêu bọt người ta sập farm đến do các bạn bị tụt xuống đáy xã hội tránh trường hợp như vậy Ờ, hoa ni lôi thạch thì thôi, cái này còn bình thường thôi. Đấy, mình xem bằng ship Ok, ở ờ, đây cho các bạn xem skin nữa, đúng rồi. Skin nó bục thương nhân này. Thẻ biến thân thì hầu như nick này Nó cũng ok nhá. Ờ, đúng rồi, thẻ biến thân và skin. Đây, skin của nick này thì chắc chắn rồi. Không có skin nào mà không mua hết. Muốn mặc áo đẹp thì vào nick siêu bọt hết các bạn nhé cái clip này khá là dài đấy nhưng mà thôi thì mấy khi mà sâu kỹ như thế này thì sâu cho các bạn hết luôn đỡ các bạn à, thắc mắc À có thiên kỹ nữa thẻ biến thân này đồ giám này mở 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 này đối với thường thì hầu như đã mở mắc hết rồi và có hai chăng thì nó chỉ còn thức tỉnh nữa thức tỉnh ví dụ như đang chờ đợi thức tỉnh dương tiễn này thức tỉnh như ma vương này ấy ôi thức tỉnh cũng vậy các bạn thức tỉnh thì có vẻ là gọi như là mắc rồi các bạn nhé đây, để mình xem tiệm biến thân này, tất tỉnh này. Đây, còn mỗi dương tiễn đang chờ mua này, tôn ngộ không này, diêm vương này, và nhưng mơ vương nữa. Bây giờ mà các bạn nào mà có thể hứng thì có thể chơi hai diêm vương tất tỉnh cũng được, khá là okay, Nhưng nó vẫn phụ thuộc vào câu chuyện nó có hợp với meta Việt Nam không. Bản si có thể là tuyệt vời. Hoặc là các bạn có những lối bi riêng, nhưng thật ra nó nhìn mặt bằng chung của bản Việt Nam ấy, vẫn là mặt bằng siêu đa các bạn nhé. Còn mà mặt bằng mà đánh theo kiểu siêu đốt hoặc là siêu độc thì nó là chỉ mang tính chất cá thể thôi Hoặc là lối bi riêng của từng người hay là những cái lối bi dị lạ Chiêu mộ chiến linh, ở đường này chiêu mộ chiến linh cũng xuất hiện trên này thôi này ở Đông vực tầm bào cũng ở trong này rồi các bạn thấy chưa Bây giờ những sự kiện nó đã tối ưu hóa vào đây hết rồi Sau này thì những cái sự kiện này nó sẽ cố định và diễn ra hàng tuần cố định cho các bạn Để từ đó các bạn để ý mà mua Hãy hàng tuần nha các bạn Ờ uh, clip của mình đến đây chắc cũng là ở uh, đánh nhau thì cho các bạn đỡ thắc mắc là nick này yếu hay mạnh? Không phải yếu hoa mạnh là mà nó bố của mạnh rồi các bạn ạ. Gặp uh, chỉ tôn bảo tên ngày xưa, bây giờ là bình yên tên mới, chủ nít mới. thì các bạn nhé vào là chính trạng thái thôi thành của kiểu tôi thành vào cái trạng Vào cái trạng thái xấu của quan âm luôn nghĩa là lĩnh lĩnh này vừa khóa rất nhiều không thể truy kích các bạn thấy chưa nó khiến cho không thể truy kích không thể truy kích các bạn thấy chưa hiện cái trạng thái xấu không thể truy kích rất là nhiều không thể truy kích luôn các bạn đáng sợ thật cũng như là không cho đánh luôn các bạn nhưng nó đơn giản như vậy thôi và Nick này là vừa đi thiên đế vừa đi quan âm các bạn nhé. vừa tạo choáng vừa tạo nộ à, vừa cấm hành động cái việc mà các bạn chọn quan âm hay là chọn thiên đế các bạn phải hiểu rằng các bạn muốn như thế nào các bạn định hình trong đầu của mình các bạn muốn như thế nào từ đó các bạn à, lựa chọn bởi vì tại sao mình phải nói câu chuyện này bởi vì nó là câu chuyện của hóa thân thất tỉnh cái việc mà các bạn lựa chọn hóa thân thức tỉnh là một cái nó nó quyết định khá là lớn lao bởi vì để một tích một hóa thân thức tỉnh đỏ riêng nông dân cải chay các bạn phải tích khoảng 60 60 nhân 60 nhân 4 đi. Bởi vì 60 ở 60 nhân 4 là bao nhiêu? 638 6424 là 240 ngày cho một hóa thân đỏ nếu mà các bạn không có nhân phẩm. Đấy. Ui thắng tuyệt đối luôn các bạn thấy chứ OK clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình à, rất mong các bạn cho mình xin một like một đăng ký để clip này các bạn có thể được uh, trải nghiệm được nhiều bạn trải nghiệm hơn xem hơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại.